Cô mến chào các em học sinh. Ở tiết khoa học trước, các em đã được học hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa. Từ hoa sẽ có hạt. Cây con có thể mọc lên từ hạt hay thân, rễ, lá của cây mẹ như trong thực tế các em thấy. Bài học ngày hôm nay các em sẽ tìm hiểu về cây con mọc lên từ hạt như thế nào nhé. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài cây con mọc lên từ hạt. Sau bài học này, các em sẽ biết giúp cho các em quan sát và mô tả được cấu tạo của hạt, nêu được điều kiện nảy mầm của hạt dựa vào thực tế đã gieo hạt, nêu được quá trình phát triển của cây thành hạt. Hoạt động 1. Cấu tạo của hạt. Tách đôi hạt đậu, em hãy cho biết cấu tạo của hạt đậu. Hạt đậu gồm có 3 bộ phận, bên ngoài cùng là vỏ hạt. Phần màu trắng đục nhỏ phía trên đỉnh ở giữa khi ta tách hạt ra làm đôi là phôi. Phần hai bên chính là chất dinh dưỡng của hạt. Vậy cấu tạo của hạt gồm vỏ, phôi, chất dinh dưỡng. Em hãy đọc kỹ bài tập 2, sách giáo khoa trang 108 và tìm xem mỗi thông tin trong khung chữ tương ứng với hình nào nhé. Các em cùng thực hiện với cô nào. Các em học sinh của trường Trung Nhất đã thực hiện xong chưa nào? Cùng kiểm tra lại với cô để biết xem là mình đã làm đúng chưa nha. Hình 2 ứng với khung thông tin B, hạt phình ra vì hút nước, vỏ hạt nứt ra để rễ mầm nhú ra cắm xuống đất. Hình 3 ứng với khung thông tin A, xung quanh rễ mà mọc ra nhiều rễ con. Hình 4 ứng với khung thông tin E, sau vài ngày rễ mầm mọc nhiều hơn nữa, thân mầm lớn lên dài ra và chui khỏi mặt đất. Hình 5 ứng với khung thông tin C, hai lá mầm xòe ra, chồi mầm lớn dần và sinh ra các lá mới. Và hình 6 ứng với khung thông tin D, hai lá mầm teo dần rồi rụng xuống, cây con bắt đầu đâm chồi, rễ mọc nhiều hơn. Đây là quá trình hạt mọc thành cây. Đầu tiên khi gieo hạt, hạt phình lên vì hút nước, sau đó vỏ hạt nứt ra để rễ mầm nhú lên và cắm xuống đất, xung quanh rễ mầm mọc ra nhiều rễ con. Sau vài ngày, rễ mầm mọc nhiều hơn nữa, thân mầm lớn lên, dài ra và chui khỏi mặt đất. Hai lá mầm xòe ra, chồi mầm lớn dần và sinh ra các lá mới. Sau đó hai lá mầm teo dần rồi rụng xuống và cây con bắt đầu đâm chồi, rễ mọc nhiều hơn. Cô mời các em xem một đoạn phim về hạt nảy mầm. Tìm hiểu quá trình phát triển thành cây của hạt mướp. Cô mời các em quan sát hình 7 sách giáo khoa trang 109, chỉ vào từng hình và nói về sự phát triển của hạt mướp từ khi được gieo xuống đất cho đến khi mọc thành cây, ra hoa, kết quả. Cô mời các em thực hiện. Hình A là hình ảnh hạt mướp khi bắt đầu gieo hạt. Sau vài ngày, rễ mầm đã mọc nhiều hơn, thân mầm chui lên khỏi mặt đất với hai lá mầm. Hai lá mầm chưa rụng, cây bắt đầu đâm chồi, mọc thêm nhiều lá mới. Và hình D, cây mướp đã bắt đầu ra hoa kết quả. Hình E là hình ảnh cây mướp phát triển mạnh, quả mướp lớn đến độ thu hoạch. Và hình G là hình ảnh quả mướp già không thể ăn được nữa. Bổ dọc quả mướp ta thấy trong ruột có rất nhiều hạt. Và hình H, hạt mướp khi quả mướp đã già, khi vỏ chuyển sang màu nâu xỉn, bóc lớp sơ mướp ta được rất nhiều hạt màu cánh gián và có thể đem đi bắt đầu trồng lại dưới đất.
tiếp theo chúng ta cùng nhau tìm hiểu điều kiện nảy mầm của hạt. Cô có 4 cốc ươm hạt với các điều kiện khác nhau. Ở cốc thứ nhất, cô ươm hạt với điều kiện đất khô. Cốc thứ hai, đất ẩm và nhiệt độ bình thường. Cốc thứ ba, đặt ở dưới bóng đèn. Và cốc cuối cùng, cô đặt vào tủ lạnh. Các em hãy suy nghĩ xem sự phát triển của hạt trong từng cốc như thế nào nhé. Ở cốc 1, hạt không nảy mầm được. Ở cốc 3 và cốc 4, hạt cũng không nảy mầm được. Chỉ có ở cốc thứ 2, hạt nảy mầm bình thường. Bởi vì cô ươm hạt với điều kiện đất ẩm và nhiệt độ bình thường. Như vậy, điều kiện để hạt nảy mầm là có độ ẩm và nhiệt độ thích hợp, tức là không quá lạnh hoặc là không quá nóng. Ngoài ra, muốn cây sinh trưởng và phát triển tốt, ta cũng cần lưu ý chọn những hạt giống tốt để gieo hạt. Các em ở nhà hãy thực hiện thí nghiệm này nhé. Gieo một vài hạt đậu hoặc ngô mướp vào chỗ đất sốt, ẩm và nhiệt độ thích hợp, tức là không quá lạnh hoặc không quá nóng. Các em hãy theo dõi thường xuyên từ lúc hạt nảy mầm cho đến khi mọc thành cây con, và có thể nhờ ba mẹ mình giúp đỡ và kiểm tra nhé. Cô cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Sau bài học này, ở nhà các em hãy xem lại bài và thực hiện thí nghiệm gieo hạt xuống đất để có cây con mọc lên từ hạt, và chuẩn bị bài tiếp theo nhé.